nhờ vả của bông tím. Ủa, con lên tới cây cho bông tím hả? Bà ơi, bà làm nhà tới cây giùm tôi đi bà. Cây chết là lòng tôi cũng chết đó bà. Bà ơi, tôi muốn chết lặng luôn. 7 ngày rồi tôi chưa lên tưới cây cho bà. Bà đừng buồn tôi nha. Giờ tôi đi đi bà. Từ nhà mình mà muốn đi qua nhà bông tím phải trải qua 9 tầng. Mọi người thấy xa không? Xa quá trời luôn, hèn gì Tết giờ bận biểu. Em quên luôn bạn em. Mở cửa ra là một khung cảnh hú hồn. Sự tàn phá của thiên nhiên và khí hậu đã thay đổi tất cả. Còn có con dân là nó sống đó mọi người. Với ý chí sinh tồn mạnh mẽ và quyết liệt thì chỉ còn mỗi cây bàn của bạn dân là còn sống thôi. Nói vậy thôi chứ cây này cũng phải cây bàn nha mọi người. Em biết cây gì nữa. Cây của bà Thư thì trụi hết lá rồi, còn có cái rễ thôi. Nhưng em vẫn cố gắng cứu sống nó. Ly ơi, Ly biết không Ly? Thảo, trước lúc đi bông tím có dặn em, bà ơi bà nhớ bà lên tưới cây giùm tôi nha. Ngày nào bà Thảo bà cũng tưới hết cây chết hết, bà Thảo bà buồn. Mà chuyến này chắc là Thảo buồn thiệt. Nhưng mà không sao đâu, cây như này á mình tưới ngày mai là nó xanh tươi trở lại à. Tưới cây xong thấy cái sân dơ quá, em đã lấy sức mạnh của một người con gái 17 bẻ gãy sừng trâu, vô ginh từng thùng nước ra đây để rửa sân cho bông tím. Trời ơi, sức tôi có hạn mọi người ơi. Rinh có mấy thùng nước mệt quá vô ngồi nghỉ mệt rồi, nhờ nhỏ bản thân làm giùm. Nhỏ mai giảm ướt cái nhà của nó, sẵn tiện em lau luôn. Rồi sẵn tiện thấy cái chữ chúc mừng năm mới rớt xuống, thôi em bắt ghế lên em treo lại. Tôi tưới cây cho bà rồi nha bà. Sạch sẽ quá, nhìn nè bà, cây tươi rồi rói luôn. Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh, chim đậu trên cành chim hót líu lo.